chúng ta sang một các vitamin tan trong chất béo. Có bốn vitamin tan trong chất béo, đó là vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin E. Thì vitamin A chúng ta có bài riêng. Vitamin D hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn. Buổi tối hôm nay thì chúng ta không bị giải lao, chúng ta đi một mạch để cho kịp cái thời lượng. Bởi vì các bạn yêu cầu là một cái nội dung rất là dài, nhưng mà tôi gọi là đã cắt gọn rất là nhiều. Nói lại với các bạn một chút, vitamin tan trong chất béo sẽ được hấp thu tốt nhất khi nó được đưa vào cơ thể với một cái nguồn chất béo. Và thông thường các vitamin A, vitamin D, vitamin E, K người ta sẽ đựng, người ta chứa ở trong các ống hay là trong các viên nang mà có kèm theo chất béo. Và như vậy, nếu một bữa ăn mà có chất béo, mà khi chúng ta ăn xong thì chúng ta uống các vitamin này, nó sẽ được hấp thu rất tốt hơn. Và thậm chí người ta nói rằng là phải uống các vitamin này sau một bữa ăn tiêu chuẩn, tức là đủ các thành phần các vitamin mỗi khoáng, đặc biệt trong đó có chất béo thì hấp thu là tốt nhất. Và cũng nhấn mạnh lại với các bạn một lần nữa, đó là cái gì? Vì nó được dự trữ trong gan và trong các mô mỡ, cái thời gian bán hủy bán thải của nó kéo dài đôi khi nhiều tuần, mà nếu chúng ta sử dụng quá liều, sử dụng liên tục thì có thể dẫn đến ngộ độc. Cái vitamin E thì hỗ trợ chức năng miễn dịch và hoạt động như một chất chống oxy hóa để bảo vệ tế bào. Nó sẽ bị phá hủy khi nấu ở nhiệt độ cao. Cái lượng khuyến nghị hàng ngày cho vitamin E là 7mg cho nữ và 10mg cho nam. Còn vitamin K có rất nhiều cái vitamin K, tính từ K1, K2, K3, K4, K5, K6, nhiều loại. Nhưng hai cái vitamin quan trọng nhất đó là vitamin K1 và vitamin K2. Cái K1 cần thiết để tạo ra cái protein cực kỳ quan trọng trong quá trình đông máu. Nếu thiếu vitamin A thì quá trình đông máu có thể bị ảnh hưởng. Cho nên người ta phải xét nghiệm máu, xong người ta có thể là phải cho những cái bệnh nhân chuẩn bị mổ hoặc là có vấn đề phẫu thuật gì đó uống vitamin K trước. Tiếp theo là sau mổ cắt xong thì người ta có thể cho tiếp tục uống vitamin K. Cái vitamin K2 cực kỳ quan trọng, nó lại kết hợp vitamin A để tạo xương, để tạo răng. Và đặc biệt cái vitamin K2, các bạn nên có một cái bài diễn để làm gì? Chúng ta tìm hiểu đó là vì K2 nó nổi lên, đó là một cái hiện tượng trong khoảng độ hơn chục năm. Các anh chị xem livestream còn được nữa không ạ? Có nghe rõ không ạ? Tinh mạnh phòng ngừa ung thư và chống viêm rất là quan trọng. Cái vitamin K hàng ngày cần khoảng độ 60mg. Như không thấy các anh chị comment đó, cho nên như không biết là có xem được không? Microgram cho nam. Cũng nói thêm một chút. Thông thường bây giờ một cái nhà nghiên cứu về vitamin K2 đứng hàng giới thì ông ấy nói rằng là một ngày không phải là 70 vitamin K2, thậm chí là cần phải khoảng độ 150, tức là tăng lên rất là nhiều.